Dưới đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 3 năm 2021. Bán tải Forerunner bứt phá mạnh mẽ, khiến Toyota Vios chưa thể trở lại vị trí dẫn đầu. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 3 năm 2021 tăng trưởng mạnh, cụ thể như sau. Dẫn đầu là Forerunner với 2.171 xe. Mẫu xe bán tải Forerunner lần đầu tiên vươn lên vị trí top 1 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam với doanh số là 2.171 xe, tăng 1.401 xe so với tháng 2 năm 2021. Thông tin về việc Ford chuẩn bị chuyển Ranger sang nắp ráp chính là động lực để những người yêu thích phiên bản nhập khẩu của mẫu xe bán tải này xuống tiền mua xe. Đứng ở vị trí số 2 chính là Hyundai Accent với 2.094 xe. Accent vẫn đang duy trì vị trí ô tô Hyundai bán chạy nhất tại Việt Nam, cũng như trong bảng xếp hạng 10 xe ô tô bán chạy nhất tại thị trường. Doanh số của Hyundai Accent trong tháng 3 năm 2021 đạt 2.094 xe, tăng 1.179 xe so với tháng 2 năm 2021. Và ở vị trí số 3 không ai khác chính là Toyota Vios với 1.971 xe. Xếp ở vị trí 3 là Toyota Vios với doanh số là 1.971 xe, tăng 1.417 xe so với tháng liền kề trước đó. Đồng thời, thứ hạng của mẫu xe này cũng tăng vọt 5 bậc trong top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 3 năm 2021 tại Việt Nam. Mặc dù chưa thể lấy lại ngôi đầu bảng, nhưng bước đột phá trong tháng vừa qua đã đưa Toyota Vios trở lại cuộc đua, tạo thế bám đuổi đối với Hyundai Accent. Và ở vị trí số 4 là Kia Seltos với 1.602 xe. Sau khoảng nửa năm gia nhập thị trường ô tô Việt, Kia Seltos cho thấy phong độ kinh doanh ổn định. Kết thúc tháng 3 năm 2021, đã có 1.601 xe Kia Seltos được giao tới tay khách hàng, tăng 590 xe so với tháng 2 năm 2021. Trong tháng 4 năm 2021, giá bán của các phiên bản Kia Seltos được điều chỉnh tăng thêm 10 triệu đồng. Và ở vị trí số 5 là Toyota Corolla Cross với 1.390 xe. Mẫu crossover Corolla Cross đang dần thay thế những bậc đàn anh như Toyota Fortuner hay Innova trong hành trình chinh phục khách hàng, cũng như duy trì vị thế của Toyota trong cuộc đua doanh số tại Việt Nam. Trong tháng 3 năm 2021, doanh số của Toyota Corolla Cross là 1.390 xe, tăng 664 xe so với tháng liền kề trước đó. Và ở vị trí số 6, cái tên cực kỳ quen thuộc chính là VinFast Fauddy với 1.312 xe. Từ vị trí dẫn đầu trong tháng trước đó, VinFast Fauddy đã rơi xuống vị trí số 6 trong tháng 3 năm 2021. Doanh số của mẫu hatchback hạng A đạt 1.312 xe, tăng 222 xe so với tháng 2 năm 2021. Dù thứ hạng có sự thay đổi, nhưng VinFast Fauddy vẫn duy trì được vị thế mẫu xe hạng A bán chạy nhất phân khúc. Ở vị trí số 7 chính là Hyundai Grand i10 với 1.293 xe. Hyundai Grand i10 vẫn chưa thể vươn lên trên bảng xếp hạng như giai đoạn đầu năm 2020. Đồng thời, tiếp tục xếp sau VinFast Fauddy, doanh số tháng 3 của 2021 của mẫu xe hatchback này là 1.293 xe, tăng 780 xe so với tháng 2 năm 2021. Và ở vị trí số 8 chính là Honda City với 1.182 xe. Với doanh số 1.182 xe trong tháng 3 năm 2021, Honda City đứng ở vị trí số 8 toàn thị trường và thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B so với tháng 2. Mức doanh số này tăng 570 xe. Kể từ khi bước sang thế hệ mới, City đang dần thay thế Honda CR-V để trở thành ô tô bán chạy nhất tại Honda Việt Nam. Ở vị trí số 9 là Mitsubishi Xpander với 1.179 xe. Tính hết tháng 3 năm 2021, đã có tổng cộng 1.179 chiếc xe Xpander được bán ra, tăng 556 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên, thứ hạng của Xpander rơi 3 bậc, vị trí áp chót trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Ở vị trí số 10 chính là Mazda CX-5 với 1.002 xe. Doanh số của Mazda CX-5 trong tháng 3 năm 2021 đạt 1.002 xe, tăng 451 xe so với tháng trước đó. Dù thứ hạng rơi 1 bậc, nhưng mức doanh số này vẫn được xem là thành công giúp Mazda CX-5 nằm trong top 10 xe ăn khách nhất tại Việt Nam trong tháng 3 năm 2021.